Lan Khuê nổi bật khi hội ngộ cùng Thảo Nhi Lê và Kim Duyên. Ở Tổ quốc, Lan Khuê, Thảo Nhi Lê và Kim Duyên đã có dịp đạo sắc trong một sự kiện. Mới đây, Lan Khuê, Thảo Nhi Lê và Kim Duyên đã có dịp hội ngộ tại sự kiện họp báo Mít Tram. Có thể thấy, dù đã là mẹ bỉm sữa song Lan Khuê vẫn sở hữu nhan sắc vô cùng mặn mà. Nàng hậu đủ sức chặt đẹp Thảo Nhi Lê và Kim Duyên khi đứng chung khung hình. Cô chọn cho mình trang phục được cắt xẻ táo bạo nhằm khoe vóc dáng chuẩn chỉnh. Dù không hoạt động sâu biết năng nổ như trước, nhưng có thể thấy Lan Khuê vẫn rất biết cách chăm chút cho vẻ ngoài của mình mỗi khi xuất hiện. Trong khi đó, Thảo Nhi Lê và Kim Duyên lại có phần lép vế hơn khi đứng chung một khung hình. Nguyên nhân có thể đến từ phong cách trang điểm và trang phục chưa đủ sức tôn lên vẻ đẹp của các nàng hậu. Năm 2018, Lan Khuê kết hôn với bạn trai là doanh nhân và từ đó hạn chế hoạt động nghệ thuật. Cô hiện đang sống trong căn biệt thự xa hoa và dành toàn tâm để chăm sóc con nhỏ thỉnh thoảng lan khuê vẫn tham gia sự kiện và thu hút nhiều sự chú ý từ truyền thông